Xin chào quý ông bà cô bác đi. Tao Lan xin chào quý ông bà cô bác đi nè con. Sáng ngày ngậm tay vậy? Hả? Sao sáng ngày con ngậm tay vậy? Hả? Nói gì? Con nói gì con phải buông cái tay đó ra mới được. Xúc chiếc vớ rồi hả con? Ngủ gì mà xốc giường của người ta lên quá trời vậy? Hả? Tính đạp cái đó bung ra luôn hay sao? Hả con? Sao? Có hiểu gì không mọi người? Họ ba con cô bác cũng có hiểu con nói gì không? Ồ, ba ba con hả? Qua 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 hả? À, con tập làm qua qua đúng không? Qua qua hả? Ok. Okay, Talan is 7 months old. She begin to say papa cha cha. And she be able to sit. À, còn biết đánh giỏ nữa nha mọi người, đá chân dữ lắm hả con? Giờ gì nữa? Tha Lan còn làm được gì nữa? Draw a little bit too. Hiểu rồi. Nói chung là cũng nó hiểu vậy chứ chưa hiểu lắm, con nói lại coi. À, hỏi các bạn có hiểu con nói gì không? Ngủ đêm tới sáng rồi chiếc vớ con đi đâu? Ê. Chào con Beo buổi sáng nha. Con Beo xin chào quý ông bà cô bác, xin chào các bạn nè. Con là Tha Lan. Con is 7 months old, 7 tháng nha bà con. À, 7 tháng, con biết nói chuyện vu vơ một mình nè. Chết chá, ok. Biết nói chuyện vu vơ một mình. Con biết ăn cơm ha, cơm nướng. Bánh cơm nướng nè, con rất là thích món đó luôn. Phải không Tha Lan? Tha Lan, xem qua tương tác chút coi. Chào mọi người coi. À. Ủa, trời đất ơi, từ nói chuyện qua thành kiếm chuyện à. Lạ nha. Kia. Ok. Bye bye đi, con bye bye, con chào mọi người đi. Xin chào, bye bye. Con bye bye đi, vừa tay đi. Vừa tay đi, bye bye. Giỏi chưa, rất cười, giỏi quá. Làm lại đúng. Nữa, bye bye, bye bye, bye bye. Xin chào, bye bye. Dạ, con bye bye, bye bye đi. Bye bye. Giỏi.